chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mỹ Chi đang hẳn tâm thư dài, bức xúc lên tiếng khi bị anti fan xúc phạm đến ông bà. Phương Mỹ Chi đã đăng tải dòng trạng thái khá dài để nói về nỗi bức xúc của mình khi bị nhắn tin bằng ngôn ngữ kém duyên trên trang cá nhân mới đây, Phương Mỹ Chi vừa vui mừng thông báo kỷ niệm tròn 7 năm cô đặt chân vào nghệ thuật. Dọc ca nhí vốn có ý định livestream với khán giả nhưng bất ngờ gặp chuyện không vui khi một anti fan vào buông lời không hay với ông bà mình. Cụ thể tài khoản này nói: "Tin ông nội mất hay bà nội mà vui vậy? Hay cả hai mất nên vui?" Sau đó, nữ ca sĩ nhí viết hẳn một tâm thư dài gửi đến người xúc phạm mình. Dù vô cùng phẫn nộ nhưng Phương Mỹ Chi vẫn dùng ngôn từ lịch sự giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết. Cuối cùng, cô cho biết cùng ekip sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất đối với đối tượng xúc phạm gia đình. Đi kèm với dòng trạng thái, Phương Mỹ Chi đăng hẳn hình ảnh của đối tượng và tin nhắn thiếu tôn trọng của người này lên mạng xã hội. Dòng nội dung trạng thái của Phương Mỹ Chi như sau. Chi không hề có mối thù ghét gì với tài khoản này. Đối với những trường hợp này, mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau. Riêng đối với Chi, Chi đã suy nghĩ về trường hợp này rất nhiều và tự hỏi tuổi nhỏ có phải sẽ phải chịu những lời lẽ này mà không được lên tiếng không. Chi rất muốn một lần nói lên cảm xúc của mình, không phải trẻ nhỏ hay thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành thì phải có bổn phận chịu những lời nguyền rủa thế này trong khi mình không làm gì sai trái. Gửi đến cô, con nhìn hình đoán tuổi cô chắc sẽ cỡ bằng các gì các cô trong nhà con và con cũng đáng tuổi con cháu trong nhà cô. Con với cô không có bất kỳ mối quan hệ quen biết hay có mối thù ghét liên quan đến nhau. Con biết là dù là nghệ sĩ, dù tuổi con lớn hay nhỏ thì chịu điều tiếng và bàn tán xung quanh mình là điều nghệ sĩ nào cũng không tránh được. Nhưng vì đam mê âm nhạc, vì muốn cha mẹ sống tốt hơn, vì muốn dùng sự nỗ lực từng ngày của mình để trở thành nghệ sĩ chân chính, hết mình với nghệ thuật, nên con mới luôn tự hỏi bản thân Đó chỉ là thử thách Động viên mình tiếp tục Vậy thưa cô Khi buông lời nguyền rủa gia đình người khác chết như vậy Nó có còn nằm trong phạm vi một con người phải chịu đựng nữa hay không Ông bà nội con đã mất rồi Họ là người đã sinh ra ba con Nên con luôn có sự tôn kính với ông bà Và con không muốn ai xúc phạm đến gia đình mình Con nghĩ ai cũng vậy thôi Không muốn gia đình mình bị người khác nguyền rủa Mà không vì bất kỳ điều gì con tự hỏi, nếu như ông bà con còn sống, con đọc những lời này từ cô thì cảm xúc lúc đó của con tệ như thế nào. Con nghĩ đến những bé nhỏ trong gia đình cô, cô nên che mặt các bé lại, vì các bé nhỏ hơn con ít tuổi thôi, cũng chưa đủ 18 tuổi như con. Các bé vẫn còn được bao bọc trong tình thương yêu gia đình, vẫn nhìn cuộc đời này rất trong sáng. Con sẽ cùng ekip của con tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, hy vọng cô nhìn ra việc mình làm là đúng hay sai có ý thức hay không để bảo vệ cho bản thân mình và gia đình mình sau này tránh khỏi những rắc rối nặng nề hơn. Chi đã sớm bước chân vào nghệ thuật nên những lời lẽ không hay đều nghe qua nhưng lần này Chi không tưởng tượng được vì họ trực tiếp nhắn và hiển thị trong inbox fanpage. Dùng lời lẽ nguyền rủa Chi như vậy, Chi lo lắng bản thân mình nhưng với các bé nhỏ hơn, các bạn đồng trang lứa đang nuôi ước mơ nghệ thuật giống như mình, Chi càng lo lắng hơn vì không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua. Trước khi làm gì, hãy đặt mình vào người đó để cảm nhận và tự hỏi là có nên hay không. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.